Hôm nay đã là một ngày cuối tuần rồi các bác ạ. Đồ Nhật Thanh Huyền rất vui được gặp lại các bác vào một ngày cuối tuần đẹp trời như thế này. Hôm nay thì shop xin được hướng dẫn các bác cách sử dụng cái con nồi cơm cao tần Tiger. Dòng này là dòng nửa lít thôi các bác nhé, rất là nhỏ gọn, xinh xắn luôn. Mã là GKI gạch ngang G. Nó dùng điện 100V các bác ạ, không cắm trực tiếp vào điện 220V của mình được, nên phải cắm qua một cái đổi nguồn, và đổi nguồn tối thiểu là 10A trở lên, vì công suất của nồi đã là hơn 700W rồi các bác ạ. Bên ngoài thì shop đã dán dịch tiếng Việt rồi này. Chúng ta có cái nút ủ. Ủ là gì? Ủ nóng, ví dụ như mà cơm hết một chu trình nấu xong thì nồi sẽ tự sang chế độ ủ, nó có đèn vàng này các bác nhé. Đó, hoặc là khi chúng ta có cơm nguội chúng ta cho vào thì chúng ta sẽ chọn nút ủ nóng đấy, tắt đi này, hết đèn luôn. Đó, còn đây giờ phút, nút hẹn giờ nấu. Hiện tại thì nồi đang ở chế độ nấu nhanh. Chúng ta nhìn hàng ngang này. Chúng ta muốn điều khiển được cái mũi tên này thì chúng ta sẽ ấn nút menu này. Nấu xôi này, nấu cháo, nấu cơm gạo lứt, nấu ga ba và nấu gạo tạp. Tiếp theo về đầu tiên sẽ là gạo trắng các bác nhé. Chúng ta người Việt Nam mình thì hay ăn cơm gạo trắng rồi. Nhưng mà ngoài ra cái chữ màu đỏ này các bác này, nó là chế độ nấu ngon của cái nồi cơm Tiger này. Và chúng ta thông thường sẽ chọn cái chế độ này và ấn nút nấu là xong. Chúng ta muốn nấu ở chế độ nào thì chúng ta sẽ ấn menu đến từng chế độ đó, để cho cái mũi tên vào chế độ đó và ấn nút nấu là xong các bác nhé. Đó, nấu thì khi nấu nồi sẽ báo đèn màu đỏ như hình các bác đang xem này. Rất là dễ đúng không ạ? Shop đã mặc định ở chế độ này, tắt đi này, ấn và giữ nút tắt đi. Ngoài ra thì nồi này thì còn pin nha các bác. Hiện tại đồng hồ của nồi cơm đang để là 10:28. Chúng ta sẽ chỉnh về cái giờ của Việt Nam, hiện tại là 8:19. Ok, chúng ta ấn nút giờ này, ấn về đến số 8 nhé. Ok, 18 phút gọi cho thành 19 phút đi. Từ ấn từ nãy giờ gọi cho thêm 1 phút nữa. Đồng hồ nhanh thêm 1 phút còn hơn là chậm 1 phút đúng không các bác? Ok, 19 phút. Và ấn nút menu là để cho nó giữ lại giờ cho mình, giữ lại chuẩn giờ. Sau khi chúng ta đã chỉnh cho giờ đồng hồ nó về chuẩn giờ Việt Nam mình thì chúng ta sẽ dùng thêm được một chức năng nữa, đó là chức năng hẹn giờ này. Chức năng hẹn giờ này, điều kiện tiên quyết để sử dụng cái chức năng này là gì? Là chúng ta phải chuyển cho giờ của đồng hồ nó về chuẩn giờ của Việt Nam. Đó, và chúng ta sẽ ấn nút hẹn giờ. Nó có hẹn giờ buổi sáng 6 giờ hay là hẹn giờ lần thứ hai đó là vào buổi tối. Hiện tại thì chúng ta đang ở buổi sáng thì chúng ta có thể chọn nút 6 giờ này nhé, và chúng ta ấn nút giờ. Vì chúng ta đã ăn sáng rồi, bây giờ sẽ là chọn giờ nấu cơm trưa đúng không các bác? Gọi cho là 11:30 chúng ta ăn đi. 11 giờ này, phút này. 30, ok, 11:30 là nồi sẽ nấu xong cơm và chúng ta chỉ việc ấn nút nấu này. Ấn nút nấu này, tại sao đèn nó lại không có báo ở đèn nút nấu này? Vì nồi đang được nấu ở chế độ hẹn giờ. Chế độ hẹn giờ thì nó sẽ báo đèn màu xanh ở cái nút hẹn giờ này. Sau khi gần đến cái khoảng thời gian mà nồi phải nấu cơm á, thì nó sẽ tự chủ động sang cái chế độ màu đỏ ở nút nấu này. Ví dụ như nếu mà một cái con nồi cơm mà nấu khoảng 45 phút thì trước 45 phút đấy thì nồi sẽ tự chuyển sang chế độ nấu nha các bác. Các bác không phải lo cái việc là à lúc đấy mình lại phải đi ấn lại nút nấu, không phải nha các bác nhé. Các bác cứ để nguyên thế này thôi. Nhìn đến đây chúng ta biết được rằng là giả nồi đang ở chế độ hẹn giờ nấu, có đèn màu xanh này, và thời gian nấu xong sẽ là 11:30 sẽ nấu xong cơm. Xin nhấn mạnh đây là 11:30 buổi trưa nha các bác. Đó, rất là đơn giản đúng không ạ? Chúng ta tắt đi. Và một điều chú ý nữa cho các bác là, các bác này, cái nắp hơi này sau một khoảng thời gian chúng ta nấu thì nó sẽ có bám hơi cơm lên trên này, nó sẽ dính cặn ở trên này, thì chúng ta nên lấy nó ra. Chúng ta chỉ cần kéo cái này ra thôi, giữ một tay ở trên nắp và một tay kéo ra. Đấy, kéo rứt ra, thế là xong. Và vệ sinh sạch cái nắp trong này cũng như là lau sạch cái này. Để làm sao? Để cơm nó bị có hơi nước nó bám lên trên này thì nó đỡ có cái mùi thiêu.
nếu như chúng ta để lâu. Cũng như là cái dòng nồi cơm này thì rất là tiện, nó là dây điện rút rời các bác nhé, rất là tiện để các bác di chuyển luôn, rút rời ra thoải mái này. Đây các bác này, đấy, chúng ta vệ sinh xong cả cái lòng nồi nữa, lòng nồi thì khá là đẹp luôn. Đó, sắp đã cho nước vào là chuẩn bị, tí nữa sẽ test ở chế độ nấu nhanh để cho nhanh sôi nhé. Chúng ta lau này, thế là sạch sẽ luôn. Nhớ là dùng điện 100V nha các bác. Sắp sẽ chuyển sang chế độ nấu nhanh để nồi sẽ nhanh sôi hơn. Đồ nhà Thanh Huyền thì có bán rất nhiều nồi cơm nội địa Nhật, dung tích từ bé đến lớn đều có hết, từ 0,5 lít, 0,6 lít, 1 lít, 1 lít rưỡi và 1 lít 8 đều có hết luôn. Mẫu mã thì đa dạng, giá cả thì rất là phù hợp. Mọi chi tiết thì xin mời các bác liên hệ qua hotline 0936 811 346 hoặc 0901 218 555. Đồ nhà Thanh Huyền có làm video hướng dẫn sử dụng của tất cả các con nồi mà shop đã bán. Các bác cứ liên hệ với shop sẽ gửi các bác tờ giấy hướng dẫn sử dụng nha. Cảm ơn các bác đã theo dõi kênh Đồ nhà Thanh Huyền. Nếu thấy video này hay và hữu ích, xin các bác một like và ấn nút chuông đăng ký để nhận được những video mới nhất của shop. Xin chào và hẹn gặp lại.